Chương 1, gặp gỡ, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com 23 giờ đêm, khi mọi người đã ngủ thì một cơn hỏa hoạn đã ập tới cuốn hết đi ra sản nhà cô. Nơi mà cô đã từng gắn bó, nơi mà mẹ cô đã dành tâm huyết một đời tạo nên. Không gì có thể gọi là bi kịch hơn. Ba hôm nay rồi, cô ngồi như một kẻ mất hồn trước cửa phòng, cô vẫn còn buồn, vẫn không đem vứt mảng ký ức đau thương đó được, mặt buồn sao vậy? Ở đâu một tiếng nói vọng tới, cô ngây ngốc nhìn lên, đôi mắt ngấn nước tựa hồ làn thu trong veo, khóc gì mà khóc. Nín đi, anh tiến lại và lau nước mắt cho cô, mặc kệ đôi mắt ngây ngốc vẫn đang nhìn mình. Đến khi hồn về xác thì cô mới nhảy dựng lên mà hỏi, anh là ai? Tại sao vào nhà tôi? Thật buồn cười quá đi, người ta vào được 5 phút rồi mới hỏi. Ha ha, anh là Hạ Thiên, anh muốn thuê trọ nhà em, cái gì? Nhà tôi đâu cho thuê. Anh muốn thuê một trong hai phòng ở trên tầng, khép kín, 10 triệu một tháng, anh ở đây một năm nha. Có được không? Ý, đánh trúng trọng tâm của con nhỏ ham tiền, tiền dâng trước mặt ngu gì mà không lấy chứ, ok. Đồ đạc tự anh vận hành, em thu tiền đầu tháng nhé. Ách, thay đổi 180 độ. Anh thấy cô gái này thật kỳ lạ. Anh thật sự rất muốn khám phá đây mà anh cũng chẳng hiểu sao mình lại dừng trước ngôi nhà này nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm sự tình tại sao anh phải đi thuê nhà là do bố mẹ anh đấy chứ hừ đuổi con trai đi không thương tiếc vừa sáng sớm khi đang ngồi bàn ăn thì hạ thiên con trai yêu quý của mẹ sao hôm nay mẹ ngọt ngào thế anh nhìn mẹ của mình với ánh mắt lo sợ khiến bà nổi cáu lên con muốn mẹ cáu à có việc gì thì bố mẹ cứ nói hẳn ra không cần phải như thế đâu con không thích một chút nào được thôi ta muốn con đi ra ngoài ở một năm nếu con không đồng ý thì ta sẽ ở công ty thêm vài năm nữa con đồng ý chứ sạc nhị vị phụ huynh cao tay thật anh cũng chẳng muốn bố mẹ anh ở công ty nữa bố mẹ anh mà ở công ty thêm ngày nào thì anh sao có thể tung hoành được theo ý muốn anh thà mất một năm không ở công ty còn hơn là vài năm được con sẽ đi, con thật biết nghe lời. Ta sẽ gợi ý cho con chỗ ở, có một căn biệt thự giá thuê 2 triệu một tháng. Con ở chung với một người thôi. Còn nữa, con phải đi học. Con sẽ học lớp 12 toán ở đầu uôn, cái gì? Còn phải đi học sao? Đúng vậy, sao 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 áp? Cô ra ngoài vươn vai, mở to miệng chào buổi sáng, hít thở không khí trong lành, cảm giác thật khoan khoái, chào em. Ách! tiếng ai vậy nè, nhìn quanh, ủa, làm gì có ai đâu, chẳng lẽ có ma, mà linh tinh, làm gì có ma cỏ gì ở đây, sáng sớm ra, chắc bên hàng xóm sao em ngây người vậy này, lần này thì tiếng sát người luôn, cô từ từ xoay người lại, oái, chương 2, mẹ rời xa, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, thiên à, cháu ăn đi. Ăn nhiều vào, cứ coi như đây là nhà của cháu nhé." Cô nhìn cảnh trước mắt mà mặt hầm hầm "Mẹ ơi, sao mẹ đối xử tốt với anh ấy vậy? Mẹ mới quen anh ấy chưa đầy 15 phút mà con gái à, Hạ Thiên vừa đẹp người đẹp nét thôi mẹ." "Thế con gái mẹ có gì không tốt, không xinh à, con á? À? Con chỉ được dễ thương thôi." Bỗng mẹ cô quay ngoắt sang phía Hạ Thiên. Chính bà còn không hiểu, không biết tại sao mà bà lại thích thằng nhóc này nữa là. Thật sự thằng nhóc này rất đáng yêu. Bà nhìn thì thấy được sự dũng cảm, gan dạ trong đôi mắt đó. Bà muốn chính người con trai này là người bảo vệ cho con gái bà, Hạ Thiên dạ. Thưa cô, cô giao Đào Linh cho con nhé. Con cứ quán xuyên nó đi. Nó làm sao thì con cứ thẳng tay trừng trị cho cô. Ba ba nó mất sớm nên mẹ Sao vậy? Mẹ không thương Đào Linh nữa à? Cô đã bắt đầu cảm thấy cay mắt không? Con gái à, mẹ rất yêu con nhưng mẹ muốn Hạ Ly. Em không cần phải nói đâu. Anh sẽ giải thích cho Đào Linh hiểu mà. Có người đàn ông đứng ngoài cửa tự lúc nào? Nhìn trông đã ngoài 40 rồi. Mắt cô vừa nhìn thì đã hiểu ra mọi chuyện. Người đàn ông đó, chỉ người đàn ông đó mới có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ của cô chính chú mạnh chú mạnh chú cứ đưa mẹ con đi đi con hoàn toàn đồng ý mặc con gái mẹ bà hạ ly nhìn con mà ứa lệ đứa trẻ này con không sao đâu mà mẹ mẹ không nhớ con đã nói về chuyện này à con nghĩ chỉ chú mạnh mới có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ mà thôi mẹ đã khổ vì con nhiều rồi nói xong cô nắm tay hạ thiên đứng dậy thiên mình đi thôi đi học thôi anh Hạ Thiên bị bất ngờ vì cái nắm tay này. Dù không phải lần đầu nắm tay con gái nhưng bàn tay này thật mềm mại mà còn hơi run rẩy. ừ, mình đi thôi, con gái à, con không sao mà mẹ. Mẹ đi với chú đi. Có gì mẹ viết thư để lại cũng được. Chú Mạnh, nhờ chú chăm sóc mẹ con à, ông Mạnh đang ôm lấy bà Hạ Ly thì gọi với theo cô con gái. Chú mới mua xe cho con đó. Con đi đi coi như quà của bố nuôi được không con con đừng từ chối nó có được không vâng vừa bước ra khỏi cửa thì ôm lấy hạ thiên mà khóc nước nở cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn như thế đây là người con trai thứ hai mà cô cảm thấy có thể tâm sự bất cứ điều gì anh thiên em không thể chịu nổi em thật sự rất đau mặc dù biết đó là quyết định của em nhưng chính em đề nghị mà sao em lại ích kỷ như vậy chứ tại sao em đến giờ không thể buông được mẹ chú mạnh rất tốt chú cứ như người bố của em vậy đó anh em rất quý chú nên mới có quyết định như thế nín đi mà ngoan nào anh biết mà em là cô bé ngoan ta đi học thôi anh biết giờ chỉ có cách này mới cho cô bước đi thôi có mà ông đuối lý thì có anh đưa cô ra chiếc xe mới tinh cạnh chiếc ô tô sang trọng mà thầm đánh giá chú ta cũng được biết cách chọn lựa suốt quãng đường đi, cô chỉ biết dựa vào lưng anh mà khóc. Nói thật đây không phải là lần đầu anh ở cạnh con gái nhưng những cô gái kia không giống Linh. Linh thật sự rất đáng yêu. Cô như viên ngọc sáng vậy. Anh cần bảo vệ cô dù có chuyện gì xảy ra. chương 3, bạn thân, nghe chọn bộ tại mê audio.com, Linh. Linh ơi, hai bóng người từ đâu chạy tới? nhưng cô gái nhỏ của chúng ta vẫn đang thất thần bên cạnh Hạ Thiên. Cô gái lại nhìn Linh hốt hoảng, Linh, Linh, mày làm sao thế, mày đừng làm tao sợ mà. Linh ơi, cô ấy không bị gì đâu. Hạ Thiên đứng bên cạnh lên tiếng thì bốn con mắt ngước nhìn rồi cô gái hét toáng lên rồi ôm lấy chàng trai, Huy. Huy, anh ta là ai vậy? Chẳng lẽ, anh ta làm gì Linh rồi? Thôi anh đến bó tay với cô gái này. Tại sao lại có ý nghĩ như vậy chứ, bằng bằng. Lắc đầu thở dài, Mi à, anh không làm gì Linh cả. Đầu óc em đen tối quá, ủa. Sao anh biết tên em? Cô gái vẻ mặt ngây ngốc như muốn chọc tức người bên cạnh. Huy đứng bên cạnh nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình mà tức điên lên, sao mà ngốc vẫn hoàn ngốc thế chứ? Anh nghĩ thật bất hạnh. Sao mình lại yêu cô ấy nhỉ? cốc yêu đầu cô, anh ghi cô trêu chọc, em hâm quá rồi. Sao em ngốc thế? Thẻ học sinh của em làm gì? Trưng bày sao? Tiếp đó là màn cãi lộn thường xuyên thấy của đôi này. Hạ Thiên vẫn chú ý đến cô gái cạnh mình, cô ấy vẫn buồn như vậy. Anh lay cô tỉnh lại về thực tại, đầu óc cô treo lên cây hết rồi. Cô bị tiếng gọi của anh làm cho tỉnh lại. Mệt mỏi là những gì cô cảm nhận được bây giờ yếu đuối cũng không phải lúc huống chi cô lại đang làm phiền một người chỉ mới quen biết anh ngày đầu đi học nữa thấy anh lo lắng cho mình tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả mỉm cười với anh anh đi nhận lớp đi nhớ ngoan đấy em ra với hai đứa kia đây chúng nó phiền lắm cơ điếc hết cả tai không ngày nào chúng để em yên được cả le lưỡi làm bộ dạng đáng yêu, cô tiến về đôi trai gái đang trí tre cãi nhau rồi lôi tuột chúng đi, không quên vẫy tay chào anh. Sao 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 tại phòng của hiệu trưởng? Hạ thiên thong rong bỏ tay vào túi quần bước vào trong, cả người toát ra khí lạnh, nhìn người đàn ông mặc chương 4, bạn thân, con, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, ngoài lề trước khi vào. Lời đầu cho mình xin lỗi em en vì bỏ bê chuyện lâu mình sẽ cố gắng thêm nữa mong em em ủng hộ comment cho mk ít động lực cảm ơn các bạn chuyện yêu là chuyện đầu tay của mình mới đăng hai chép dừng để sắp chi tiết nó cx là tp tâm can của mình hi hi vì vậy ai đang theo dõi cũng cho mk xin lỗi mình sẽ đăng hoàn cái này rồi phun yêu sau ạ à. giọng thiên minh vẫn tiếp tục trêu ghẹo nhưng chủ đề anh hoàn toàn đổi sang cái khác ấy chết tí thì quên mất Hạ Thiên, sáng nay tôi nhìn thấy cảnh không thể tin nổi, cô bé sáng nay có diễm phúc được đi cùng cậu là ai thế? Nhìn cũng xinh đấy chứ. Tôi chỉ thoáng qua thôi, chưa kỹ mặt nhưng đi với cậu tất nhiên phải là hàng tốt rồi. Nhưng sao lại đi cái xe đạp thế? Lại còn dựa vào người nữa chứ? Thật không tầm thương. Có muốn tôi phát tiếng không? Có ai bên cậu không mong nổi tiếng? Chắc cô ta cũng không phải ngoại lệ chứ những lời nói của thiên minh như khơi cơn giận dữ của anh anh như phát điên khi nghe những lời đó anh không cho phép ai dùng những từ đó nói về cô cô không đáng để đem so sánh với những đứa con gái tận cùng của xã hội bởi khi gặp lần đầu anh đã thấy cô là một người anh cần bảo vệ và những dòng suy nghĩ trải dài trong tâm trí anh câu nói đó khiến anh giận dữ giọng nói đầy lạnh lẽo mang theo chút cảnh cáo cậu có muốn bố mẹ cậu phải mua hòm không tôi không ngại sự u ám lạnh lẽo tràn ngập căn phòng hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh quả không sai lời thiên hạ đồn nhà họ lâm có thiếu gia tàn khốc lạnh lùng cái tên cũng đã đủ thấy đừng tưởng hạ là hạ thấp mình hạ ở đây đi với thiên là trời có nghĩa là chỉ hạ mình trước trời chứ không hạ mình trước một ai khác ông vội dùng lời nói của mình mong xua tan đi cơn giận của cậu ấm này lâm thiếu xin cậu bớt giận. Trần Tổng, mong cậu đừng đùa Lâm Thiếu nữa. Lâm Thiếu với Trần Tổng nếu để cô nghe được cũng không hay lắm. Anh không muốn cô biết, nhưng không rõ lý do, hiệu trưởng. Ông hãy gọi chúng tôi bằng tên, để người ngoài nghe được cũng không hay lắm. Như sực nhớ ra điều gì, anh vội vã hỏi, trong giọng nói không giấu được chút hơi ấm, khối chín trường này ở dãy nào thế? Tôi nghe nói ở đây báo khóa 12 cấp học như bắt được vàng, ông hiệu trưởng bắt đầu khoe, vâng. Khối 9 và khối 12 ở một dãy. Chúng tôi sắp xếp như vậy để tiện cho việc thi cử và học hành của các em, được rồi. Cảm ơn ông, quay lưng bước đi, bỏ lại con người đang sững sờ nhìn anh. Đừng hỏi vì sao anh ta lại hư vậy. Bởi quá sóc, sóc không còn từ gì diễn tả nổi. Cái con người kia sao lại có nhiều biểu cảm cùng lúc như thế? Bắt đầu là quỷ, sau đó lại bình thường, rồi lai cười, lại thiên sứ. Sáng nay hắn có ăn phải bả không vậy? Đứng chết chân một hồi anh vội đuổi theo vì có câu hỏi cần được giải mã. Về phía Hạ Thiên, đang định đi tìm cô nhưng lại xuất hiện cái đuôi cứ bám theo làm anh khó chịu. Nói bây giờ mới khó chịu là không đúng, anh đã chịu đựng cảnh này từ lúc mới sinh ra rồi. Trương Nam thay đổi suy nghĩ chóng mặt nghe chọn bộ tại mê audio com tại sao cái đồ mặt dày như cậu cứ bám theo tôi mãi thế cậu có thấy con đỉa đói bao giờ không câu nói của hạ thiên mang hàm ý vừa châm chọc vừa bực mình đều cáng câu nói đầu có lẽ thiên minh nghe nhiều rồi còn câu sau chắc chưa nghe bao giờ con đỉa lại còn đói anh như thế này mà so sánh với đỉa cậu ta đang sỉ nhục anh hạ thiên từ lúc nào cậu coi bạn thân như đỉa thế hả? Cậu, thôi được, cậu cho tôi biết, lại nhảy ít thôi. Cậu muốn biết về cô bé đó chứ gì? Được, tôi cho cậu biết, cô ấy tên Đào Linh, học chín văn trường này, từ nhỏ mất bố, bây giờ mẹ đi thêm bước nữa. Càng nghe lại chẳng thấy liên quan gì đến việc ở chung cả. Thiên Minh khó hiểu hỏi anh, cớ gì đến cậu không hả hạ thiên? cô ấy và chuyện gia đình có liên quan tới việc cậu ở đó không đúng càng nghĩ lại chẳng thấy liên quan anh nghĩ ra lý do để biện hộ cho mình một lý do rất buồn cười tôi chỉ là cảm thấy cô ấy đáng thương cần được thương hại thương hại hai từ này nói mồm dễ dàng quá nhưng nói ra lại cảm thấy nhói tim gương mặt mang chút tội lỗi nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường nhìn sang con người bên cạnh xem anh ta có tìm được khác biệt trên mặt anh hay không nhưng khuôn mặt ấy vẫn vậy vẻ đăm chiêu muốn tìm hiểu quen thuộc hiện lên thiên minh thở dài vậy à thiên minh lạnh lùng băng khóc vẫn vậy tôi đi tìm cô gái đó đấy đây nói xong anh bước trước bỏ lại hạ thiên phía sau thực có ai biết giờ đây anh muốn đi theo để xem cô ra sao không nhưng lại thôi bước về lớp thiên minh lò dò đi tìm sau một hồi lăng quăng lớp chín văn chín văn tầng này thấy rồi đang định gọi mặt điểm tên người cần tìm thì đào linh đừng khóc nữa hà mi thương mà nghe hà mi nói nè mẹ đào linh cô hạ ly đó cô ly thương linh lắm mà linh cũng vậy đúng không linh muốn cô hạnh phúc thì có gì sai đâu linh rất dũng cảm nha có biết không đồ ngốc này khóc gì chứ nín ngay nào Linh nói chú Mạnh có thể làm tất cả con gì. Lo gì nữa. Gọi cô Ly về nhà. Giữ cô ở lại đi, không đâu. Mẹ xứng đáng được hạnh phúc mà. Không khóc đâu nè. Giọng ấm áp mang chút hờn dỗi, đáng yêu. Anh nghe được chắc chắn là cô. Quay lại, cô gái dáng người cao mét 6, khuôn mặt thanh tú, sáng ngời hàng nước mắt vẫn còn thoát ẩn thoát hiện, nhìn như thiên thần, chúng tên thần Cupid rồi cả nhà ạ, à, bỗng có tiếng hét ngay cạnh làm anh giật mình. Ôi, anh quên mất, con gái háo sắc, anh không chuồn lẹ thì sẽ có chuyện xảy ra mất thôi. Đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng mỉm cười ôn nhụ, ấm áp, anh là thiên minh. Nhớ anh nhé đào linh. 36 kế, chuồn là thượng sách, anh chạy đi, không quên làm kiểu chào quân đội nhí nhảnh cô đứng đó chưa hết bàng hoàng ban đầu là tiếng hét ong trời nổ đất của con gái chấn động cả trường chứ đừng nói đến cô tiếp đó là gương mặt thiên sứ hiện ra trước mặt cô giọng nhỏ nhưng cô nghe rõ từng chữ bỗng có cảm giác thân thuộc cô đã từng gặp anh sao sao anh lại biết tên cô sau một lúc thì hồn mấy đứa con gái cũng về xác tụi nó hét toáng lên sung sướng nhưng cũng tiếc nuối ôi Thiên Minh, anh là thiên sứ của lòng em. Ai biết anh học lớp nào không? Cảnh này, ôi trời sờn hết cả gai ốc. Tiếp diễn công cuộc hám trai đi mấy bạn. Trên mặt cô hiện rõ như thế đấy. Có người tiếp diễn nhưng thông tin này đáng quan tâm đây. Anh học lớp 12 toán nha. Hình như học sinh mới. Giỏi quá. Quay sang phía bên cạnh, Hà Mi cũng xúc động không kém khiến Khắc Huy vừa đi từ can tin về mà bực cô là người yêu của anh mà sao cái tính mê trai này vẫn chưa bỏ được thế, hà mi? Em sai anh đi mua đồ để em an ủi Linh mà sao lại đứng đây để? Mùi giấm chua nồng nặc lan tỏa đâu đây? Hai đứa bạn thân của cô quả là rất đáng yêu nha. Cũng là nhờ công cô làm bà mối cho cuộc nhân duyên này. Cô thật giỏi mà. Chuyện của cô, suy nghĩ thấu đáo, Hà Mi nói thật đúng quyết định của cô là làm cho mẹ hạnh phúc cơ mà. Vậy nên cô không được buồn nữa. Đôi bạn thân là tình nhân này của cô từ trước đến nay luôn gỡ tâm được cho cô mà. Giang tay ôm cô hai người đang trí trẻ trước mặt cô hạnh phúc tao nói này. Tao yêu bọn mày rất nhiều. Bắt đầu cuộc sống mới nào. Thật vui khi có bọn mày ở bên cạnh. 12 toán, Hạ Thiên. Tao nói mày nghe nếu mày dùng từ thương hại với đào linh thì hãy tránh cô ấy đi nó rất lố bịch mày biết không đang ngồi xem văn kiện anh cũng phải dừng lại quay sang nhìn người nói câu đó cái gì đây suy nghĩ của cậu ta dạo này thay đổi chóng mặt thế cơ à